Bài thứ 14. Kinh cầu tổ phụ đã quy liễu. 1. Kinh văn. Giọt máu mủ lưu truyền tại thế, con nhẫn mong truyền kế lửa hương. Nguyện cùng thất tổ xin thương, cho bền gan tất noi đường thảo ngay. Xưa chẳng đặng phước may gặp đạo, nay phò trì con cháu tu tâm. Dân gươm huệ kiếm xin cầm, chặt lìa trái chủ đặng tầm ngôi thiên. Dầu tội chướng ở miền địa giái, dầu oan gia ở ngoại càng khôn. Dầu mang xác tục hay hồn, nhớ cầu từ phụ chí tôn cứu nàng. Dầu đoạt vị ở an thiên cảnh, dầu tái sanh mở cảnh siêu phàm. Nương thuyền bát nhã cho an, dìu chừng con cháu vào đàn nghĩa nhân. Kìa lố bóng hồng ân bao phủ, cả thế gian đầy đủ đạo màu. Âm dương đôi nẻo như nhau, cửu huyền thất tổ giữ câu thọ trì. Chốn Tây phương đường đi thông thả, cõi Diêm cung tha quả vong căn. Tiêu diêu định tánh nắm phan, dò theo cực lạc non đàn siêu thăng. Nhớ nỗi hiếu khó khăn nét thảm, tưởng ngù ân đốt nắm tâm hương. Tất lòng đòi đoạn đau thương, chân mây vái với hương hồn hiển linh. Đoàn thị điểm. 2. Nguồn gốc và ý nghĩa. Bài Kinh cầu tổ phụ đã quy liễu do bà Đoàn Thị Điểm, một nữ sĩ nổi danh của Việt Nam và cũng là một vị tiên nương nơi Diêu Trì Cung, giáng cơ ban cho chúng sanh đạo cao đại. Theo lời chú giải trong sách Lễ Ký có nói rằng, toàn thể vạn vật nương nhờ căn bản nơi trời là đấng tạo thiên lập địa, còn toàn thể nhân loại nương nhờ căn bản nơi tổ tiên là bậc khai sáng ra dòng giống. Vật bản hồ thiên, nhân bản hồ tổ. Triết lý cao đại cũng cho rằng nguồn cội của con người gồm hai phần. Phần hữu hình, gần gũi nhất là cha mẹ, ông bà đã sinh ra hình hài xác thịt. Phần vô vi, không thấy được, phải suy luận mới nhận biết. Đó là Đức Thượng Đế đã ban cho một chân linh để con người có sự sống, sự hiểu biết và sự khôn ngoan. Người bình dân Việt Nam cũng tưởng nhớ đến ông bà qua câu ca dao sau đây: con người có tổ có tông, như cây có cội, như sông có nguồn. Khi nhớ đến công ơn sanh thành dưỡng dục rộng lớn như trời biển của cha mẹ ông bà, người tu hành phải chăm lo phụng dưỡng khi các người còn sanh tiền và bố thí lễ bái để hồi hướng công đức đến người đã quá vãng. Do vậy, thờ cúng tổ tiên hay tổ phụ là nhằm thể hiện lòng tưởng cây cội, nhớ nguồn, nhớ đến ân sâu nghĩa nặng, tức là tỏ lòng biết ơn và thương kính đối với những chân linh người thân đã đào tạo nên cơ thể hữu vi cho con cháu ngày nay. Sự thờ kính tổ tiên, ông bà cũng là một cách để duy trì nền luân lý đạo đức, nhất là trong những ngày kỵ lạp, tế lễ, để con cháu có dịp quy tụ về hầu nhắc nhở cho nhau sự tưởng nhớ nguồn cội công đức của ông bà. Vì thế, bất cứ một nghi lễ nào của cao đài về phần thế đạo như thành phục phát tang, chánh tế, di quan hay tiểu đại tường đều phải có cáo từ tổ trước. Đó là cái lễ của Nho giáo. Cáo từ tổ là cáo trình với từ đường tổ phụ, hay nói cho dễ hiểu, tức là trình thưa với ông bà tổ phụ. Thực hiện lễ cáo từ tổ, con cháu hay tăng gia hiếu quyến quỳ tế tổ tiên phải có lòng thành kính để tưởng nhớ đến ông bà tổ phụ, như lời Đức Khổng Phu Tử dạy: thờ cha mẹ mới chết dường như sống, thờ ông bà tuy mất cũng như còn, mới gọi rằng chí hiếu vậy. Sự tử như sự sanh, sự vong như sự tồn, hiếu chi chí giả. Ngoài ra, sự thành tâm của con cháu cũng nhằm để nguyện cho chân linh của cửu huyền thất tổ được siêu thăng tịnh độ.
ba, chú giải. Giọt máu mủ lưu truyền tại thế, con nhẫn mông truyền kế lửa hương. Máu mủ, con người bởi tinh cha huyết mẹ tạo nên hình hài, do vậy con cháu cũng từ huyết thống máu mủ của tổ tiên lưu truyền lại, chỉ huyết thống của dòng họ. Giọt máu mủ chỉ người con kế truyền của dòng họ cùng huyết thống, lưu truyền, truyền đi khắp nơi, tựa như dòng nước chảy khắp chốn. Truyền kế, truyền lại cho đời sau kế tục. Lửa hương, do chữ hương hỏa, tức nhang và đèn, chỉ sự thờ cúng tổ tiên. Câu 1. Những người con của dòng họ, huyết thống, được từ tổ tiên lưu truyền lại trên cõi đời này. Câu 2. Con hằng mong tiếp nối phụng tự để hương khói cho tổ tiên ông bà. Nho giáo rất trọng việc phụng tự hương hỏa nơi từ đường. Phong tục Việt Nam cũng sùng thượng sự thờ cúng tổ tiên. Việc phụng tự tổ tông là một việc tốt đẹp đáng quý trọng, nên coi là một nghĩa vụ của con người, vì nó thể hiện tính uống nước nhớ nguồn, nói lên cái lòng bất phân bản. Nhưng truyền kế lửa hương nhằm tỏ cái lòng chí thành chí kính tổ tiên, chứ không phải cúng tế vật phẩm thịnh soạn để phụng dưỡng ông bà. Vì vậy nên thể hiện cách nào cho ngụ được cái lòng ấy đủ rồi, không nên bày biện tiệc tùng quá đáng hay rượu chè nhậu nhẹt để gọi là trả nợ miệng thế gian, làm mất đi cái ý nghĩa của sự kính thành. Đức Khổng Phu Tử có nói: tế tổ tiên phải kính như tổ tiên tại đó, tế thần phải kính như thần ở đó. Tế như tại, tế thần như thần tại. Nguyện cùng thất tổ xin thương, cho bền gan tất nôi đường thảo ngay. Thất tổ là bảy vị tổ của dòng họ. Trong sách lễ ký có nói rằng tổ là đấng có công khai sáng dòng giống buổi đầu tiên. Tông là đấng kế chí, noi theo chí người xưa lập nền tảng cho người đời sau để truyền kế lửa hương. Theo Việt Nam phong tục, Phan Kế Bính có nói về cách thờ phụng ông bà tổ tiên của người xưa như sau. Bao nhiêu con cháu dòng dõi trong một họ lập chung một nhà thờ thủy tổ, gọi là mẫu tộc từ đường, ví như Trần tộc, Nguyễn tộc, nhà thờ ấy chỉ thờ riêng một thủy tổ. Và khi tế tự thì lấy các tổ tông biệt chi, biệt phái mà phối hưởng. Có họ không có nhà thờ thì xây cái bàn lộ thiên, dựng bia đá ghi tên thủy các tổ tiên để khi tế tự thì ra tại đó mà tế. Nhà thường dân không có nhà thờ riêng thì thờ tại nhà mình ở, dẫu nghèo cũng có một bàn thờ ông bà. Trên bàn thờ tổ tiên của nhà phú quý có đủ thần vị bốn đời thờ cao tằng tổ khảo, đặt trong một cái khám sơn son thép vàng gọi là long khám. Khi nào cúng tế mới đem ra, hễ đến năm đời thì lại đem thần chủ cao tổ đi mà nhắc lần tằng tổ khảo lên một bực, rồi đem ông mới mất mà thế vào thần chủ khảo, gọi là ngũ đại mai thần chủ. Theo bản đồ thất tổ miếu thì thất tổ gồm 7. Phất tổ, thủy tổ, tỷ khảo. 6. Lục tổ, viễn tổ, tỷ khảo. 5. Ngũ tổ, tiên tổ, tỷ khảo. 4. Tứ tổ, cao tổ, tỷ khảo. 3. Tam tổ, tằng tổ, tỷ khảo. 2. Nhị tổ, hiển tổ, tỷ khảo. 1. Nhất tổ, hiển tỷ khảo là cha mẹ. Gan tất hay tất gan chỉ tất ý chí mạnh mẽ. Thảo ngay, lòng hiếu thảo và ngay thẳng. Câu 3. Cầu nguyện cùng thất tổ xin thương cho con cháu. Câu 4. Giữ vẹn ý chí cho thật bền vững để noi theo đường hiếu đạo và giữ tấm lòng ngay thẳng. Xưa chẳng đặng phước may gặp đạo, nay phò trì con cháu tu tâm. Xưa chẳng đặng là ngày xưa không được như vậy. Phước may, có phước được may mắn. Gặp đạo, gặp được mối đạo, tức gặp được đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ hay đạo Cao Đài. Người có nhiều duyên phần lắm mới gặp gỡ được thời kỳ mà Đức Chí Tôn giáng cơ mở một mối đạo như lời Thánh giáo đã dạy. Đạo trời dìu bước nhân sanh, đường thánh dẫn người phàm tục, sanh nhầm lối duyên may mắn đặng gặp một đạo chánh. Nếu chẳng lo dưỡng tánh cao mình để bước vào đường cực lạc, thoát đọa tam đồ, một mai cảnh ủ bông tàn, rốt lại ăn năn vô ích. Thật vậy, trong hằng hà sa số kiếp luân hồi sinh tử, chúng ta có duyên may mới gặp được thời Đức Chí Tôn vì thương xót sanh linh, đại ân xá kỳ ba để mở cơ tận độ,
giải thoát chúng sanh khỏi luân hồi, đưa các chân linh trở về ngôi xưa vị cũ. Đây có thể nói là rất may duyên mới gặp được đạo. Đức Lý Đại Tiên cũng đã nói, mở một mối đạo chẳng phải là sự thường tình, mà sinh nhầm đời đặng gặp mối đạo cũng chẳng dễ. Phò trì hay phù trì, giúp đỡ và gìn giữ, tu tâm, sửa lòng, sửa cái tâm tốt đẹp, ý nói có lòng tu hành. Câu 5. Tổ tiên ông bà thuở xưa không có phước để được duyên may gặp nền đại đạo. Câu 6. Ngày nay xin phò trì cho con cháu có lòng tu hành. Dân gươm huệ kiếm sinh cầm, chặt lìa trái chủ đặng tầm ngôi thiên. Huệ kiếm, cây kiếm hay cây gươm trí huệ, sinh cầm, sinh nắm lấy, sinh cầm lấy, chặt lìa, chặt cho đứt lìa ra. Trái chủ nợ của oan nghiệp. Nếu mình gây ra tội ác cho người, sẽ tạo nên món nợ oan nghiệp. Mình là con nợ, người bị hại là chủ nợ hay trái chủ. Theo luật nhân quả, thiếu nợ đương nhiên phải đền trả. Còn người chủ nợ chờ ngày đòi món nợ oan nghiệp đó. Vì vậy, nợ nần trở thành dây oan nghiệp, buộc ràng người chủ lẫn kẻ thiếu nợ với nhau, gọi là oan gia trái chủ. Tầm ngôi thiên là tìm kiếm ngôi vị ở cõi thiên liêng. Câu 7 và 8. Xin hãy cầm lấy cây kim trí huệ để chặt đứt những món nợ oan trái, hầu có thể trở về cõi thiên liêng, đặng tìm lại ngôi xưa vị cũ. Dầu tội chướng ở miền địa giái, dầu oan gia ở ngoại càn khôn. Tội chướng, những chướng ngại do hành vi tội lỗi gây ra từ kiếp trước. Địa giái, chỉ cõi địa cầu chúng ta đang sống, tức cõi địa cầu 68. Oan gia, người có thù hận với mình. Ở ngoại càn khôn, ở ngoài cõi trời đất, tức là ở một cõi giới nào đó, không phải cõi trần gian. Câu 9. Dù cho có gây ra tội chướng ở nơi cõi địa giới, dầu cho có gặp oan gia nghiệt chướng ở ngoài càn khôn, ngoài cõi trần, dầu mang xác tục hay hồn, nhớ cầu từ phụ chí tôn cứu nạn. Xác tục là thân xác phàm tục, từ phụ đấng cha lành chỉ đức chí tôn. Từ phụ chí tôn, đức chí tôn là đấng cha lành của chúng sanh, nên được gọi là từ phụ chí tôn. Cứu nạn, cứu giúp cho thoát khỏi tai nạn. Câu 11. Dầu cho còn mang thân xác phàm tục hay đã chết đi, chỉ còn chân hồn. Câu 12. Phải nhớ cầu nguyện đấng đại từ phụ để ngài cứu giúp cho thoát khỏi những tai nạn. Dầu đoạt vị ở an thiên cảnh, dầu tái sanh mở cảnh siêu phàm. Đoạt vị là đoạt được ngôi vị. Thiên cảnh, cõi trời, tức cõi thiên liêng hằng sống. Tái sanh, được sanh lại một lần nữa, nói rõ hơn là đầu thai xuống thế gian lại một lần nữa hay tái kiếp. Siêu phàm, vượt lên khỏi cái tầm thường, vượt lên khỏi phàm nhân. Câu 13. Dầu cho có đoạt được phẩm vị và ở yên nơi cõi thiên liêng. Câu 14. Dầu cho có tái sanh để mở cảnh siêu phàm ở cõi thế gian này. Nương thuyền bát nhã cho an, dìu chừng con cháu vào đàn nghĩa nhân. Nương thuyền bát nhã, nương tựa vào chiếc thuyền bát nhã, tức là nhờ vào trí huệ để làm chiếc thuyền thoát khỏi biển khổ để về cõi thiên liêng hằng sống, hay nói cách khác là thuyền đạo. Đàn nghĩa nhân, con đường nhân nghĩa, tức là con đường đạo đức. Câu 15. Xin nhờ vào trí huệ để làm chiếc thuyền đưa qua bên kia bờ giác ngộ cho yên ổn. Câu 16. Và dìu dẫn cho con cháu vào con đường nhân nghĩa đạo đức. Kìa lố bóng hồng ân bao phủ, cả thế gian đầy đủ đạo màu. Lố bóng là lỗ ánh sáng ra, hồng ân, ân huệ to lớn, tức ân huệ của Đức Chí Tôn. Đạo màu, đạo pháp nhiệm màu. Câu 17 và 18. Kìa là hồng ân của Đức Chí Tôn, như vần ánh sáng lộ ra, bao phủ khắp thế gian chứa đầy đủ đạo pháp nhiệm màu. Âm dương đôi nẻo như nhau, cửu huyền thất tổ giữ câu thọ trì. Âm dương đôi nẻo, hai nẻo đường âm dương, tức chỉ cõi âm và cõi dương, chỉ cõi người chết, âm quan, và chỉ cõi người sống, dương gian. Cửu huyền thất tổ, đây là một thành ngữ dùng để chỉ ông bà tổ tiên,
thờ cúng ông bà tổ tiên, nhiều gia đình xưa thờ tiên linh, truy viễn hay cửu huyền thất tổ. Thờ cửu huyền thất tổ cũng giống như thờ tiên linh hay truy viễn vậy, tức là thờ các vị tổ tiên ông bà chung từ xa xưa đến nay. Chữ huyền chỉ về đời, tổ chỉ hệ ông nội trở lên. Có thuyết cho rằng cửu huyền cũng là cửu tộc, kể từ cao tổ nhỏ xuống đến cháu huyền tôn là chín đời. Sách Ấu Học Quỳnh Lâm giải thích về cửu tộc như sau: Hà vị cửu tộc, Cao, Tằng, Tổ, Khảo, Kỷ, Thân, Tử, Tôn, Tằng, Huyền. Cửu tộc là gì? Ông sơ, ông cố, ông nội, cha, bản thân, con, cháu, chắc, chích. Như vậy, từ bản thân kể lên 4 đời và đếm xuống 4 đời, cộng chung lại là 9 đời, gọi là cửu tộc. 1. Cao tổ, ông sơ. 2. Tằng tổ, ông cố. 3. Tổ phụ, ông nội. 4. Phụ thân, cha. 5. Kỷ thân, bản thân. 6. Trưởng tử, con trưởng. 7. Đích tôn, cháu nội. 8. Tằng tôn, cháu chắc. 9. Huyền tôn, cháu chích. Nếu thờ cửu huyền mà lấy cửu tộc ra thờ thì chỉ thờ được 4 đời trên bản thân mình, tức là từ phụ thân đến cao tổ. Còn 4 đời sau là con cháu thì sao lại thờ được? Như vậy, theo thiện ý, cửu huyền là một danh từ dùng để chỉ chung tổ tiên ông bà nhiều đời trước mà thôi. Cũng giống như thờ tiên linh hay truy viễn, nghĩa là từ cha mẹ đã chết đến tỷ tổ, không kể số lượng là chính. Thọ trì, nhận lấy và gìn giữ. Câu 19, cõi âm của người chết và cõi dương của người sống là hai đường không khác gì nhau. Câu 20, cầu xin cửu huyền thất tổ nhận lấy và gìn giữ những giáo pháp nền đại đạo của Đức Chí Tôn. Chốn Tây Phương đường đi thông thả, cõi Diêm Cung tha quả vong căn. Chốn Tây Phương, cõi Tây Phương cực lạc, tức cực lạc thế giới. Thông thả là thảnh thơi, nhàn hạ. Diêm Cung, cõi âm phủ, cõi địa ngục. Tha quả vong căn, tha thứ căn quả. Căn là cái gốc rễ của việc làm ác từ kiếp trước, gây ra tai họa cho kiếp này phải đền trả. Do gốc rễ đó mà kiếp sống của con người phải thọ lãnh các nghiệp quả. Nếu kiếp trước làm điều lành thì kiếp này nhận được thiện quả. Nếu kiếp trước làm những điều hung ác thì kiếp này phải lãnh ác căn. Như vậy, căn tạo thành cái quả cho con người phải thọ nhận, nên người ta thường gọi là căn quả hay căn nghiệp. Câu 21, đường về cõi Tây Phương cực lạc thì rất thông thả, nhàn hạ. Câu 22, Chí Tôn đại ân xá kỳ ba, nên cõi Diêm Cung các chân linh đều được tha thứ tất cả căn quả. Tiêu diêu định tánh nắm phan, do theo cực lạc đon đàn siêu thăng. Tiêu diêu thảnh thơi nhàn hạ. Tánh theo Phật, tánh là một thực thể sẵn có nơi mọi chúng sanh, là tự thân của thực tại vạn hữu. Tánh là cái tướng thực của muôn pháp, mà cũng là cái tâm tánh thực của chúng sanh. Phật và chúng sanh không khác gì nhau, cùng một tánh, đó là Phật tánh. Nhưng Phật là bậc giác ngộ, nên tánh sáng suốt trong lặng, còn chúng sanh thì bị vọng tưởng phiền não che lấp nên chưa thấy được tánh. Theo Nho, điểm tánh là trời phú cho con người, tánh là bản thể của tâm. Vậy tánh với tâm tuy hai danh tự song vốn một thể. Trong kinh sách có khi người ta gọi tánh, có lúc người ta gọi tâm. Như vậy chúng ta phải hiểu tâm với tánh chỉ là một thôi. Theo Vương Dương Minh, định tánh cũng như định tâm, tập trung tâm vào một nơi, không để cho tâm bị tán loạn. Định tánh hay định tâm là thu nhiếp tánh hay tâm vào một chỗ, chuyên chú vào một đối tượng, một cảnh, không để tâm tánh bị tán loạn. Tâm tánh có định thì mới giúp cho con người sáng suốt, sống tỉnh thức, không còn đeo đuổi vọng niệm. Phan, cây phướng, một cây tựa như lá cờ, bề ngang hẹp, có chiều dài. Trong lá phướng có ren lụa thêu rủ xuống. Trong đạo Cao Đài có nhiều loại phướng như phướng thượng sanh, phướng thượng phẩm, phướng truy hồn hay phướng tiêu diêu. Theo Cao Đài, khi một người chết thì chân linh phải có cây phướng để dẫn dắt đường đi. Về thể pháp, nếu người chết từ phẩm lễ sanh trở xuống chức việc đạo hữu thì chân linh người chết được hướng dẫn bằng cây phướng thượng sanh. Nếu người chết từ phẩm giáo hữu trở lên thì chân linh được dìu dẫn bằng cây phướng thượng phẩm. Về bí pháp,
Nơi cõi thiên liêng, mỗi chân linh đều được dẫn dắt bằng phướng tiếp dẫn hay phướng tiêu diêu. Phướng tiếp dẫn thì do tiếp dẫn đạo nhân hay tiếp dẫn Phật cầm để dẫn dắt các chân linh đắc đạo về cõi Tây Phương Cực Lạc. Kinh Cầu Hồn khi hấp hối có câu: Tây Phương tiếp dẫn đạo nhân, phướng linh khai mở nẻo đường lôi âm. Còn phướng tiêu diêu hay phướng truy hồn là của lục nương Diêu Trì Cung nắm giữ. Kinh Tán Tụng Công Đức Diêu Trì Kim Mẫu có viết: Lục nương phất phướng truy hồn, tang thương nay lúc bảo tồn chúng sanh. Đoan đàng là dò đường mà đi, siêu thăng, thăng lên cao, tức vượt lên cõi thiên liêng. Câu 23: Chân linh được thảnh thơi nhàn hạ thì hãy định tâm tánh để níu theo phướng mà đi. Câu 24: Và lần theo cõi Tây Phương Cực Lạc, thẳng đường siêu thăng. Nhớ nỗi hiếu, khó ngăn nét thảm, tưởng nguồn ân, đốt nắm tâm hương. Nỗi hiếu, nỗi niềm hiếu thảo, nét thảm, nét lộ bên ngoài có vẻ sầu thảm. Nguồn ân, ân huệ của tổ phụ, do tổ phụ là nguồn cội của con cháu, nên ân tổ phụ là nguồn ân của con cháu. Tâm hương, hương lòng, tức là lấy cái lòng thành tâm để làm hương dân cúng. Câu 25: Nhớ đến nỗi niềm hiếu thảo mà lòng khó ngăn được sầu thảm. Câu 26: Tưởng đến ân nghĩa của tổ phụ, con xin thành tâm dâng lên nén hương lòng. Tất lòng đòi đoạn đau thương, chân mây vái với hương hồn hiển linh. Tất lòng do chữ thốn tâm, tức chỉ tấm lòng. Đòi đoạn, nhiều khúc, chỉ sự đau đớn như ruột bị cắt từng đoạn, như nỗi đau lòng đứt ruột. Chân mây, ý chỉ ở dưới chân trời, hiển linh, hiển hiện ra một cách thiêng liêng. Câu 27: Tấm lòng thương tiếc của các con cháu đối với ông bà tổ phụ vô cùng đau thương. Câu 28: Chúng con nguyện vái với hương hồn tổ phụ nơi tận chân mây có hiển linh, xin chứng cho lòng con được mây duyên thọ trì nền chánh đạo của Đức Chí Tôn. Chúng ta, những người con cháu đối với ông bà tổ phụ, không phải chỉ với tấm lòng thương tiếc, không phải chỉ việc thờ phụng hay lấy lòng tưởng niệm là đủ, mà chúng ta phải lấy câu nhất nhân hành đạo cửu huyền thăng làm phương châm trao dồi hiếu đạo. Con cháu muốn làm hiếu, không gì hơn là chí tâm tu hành, lập công bồi đức để hồi hướng công đức cho ông bà tổ phụ. Thánh giáo Đức Chí Tôn có dạy: Người dưới thế này muốn giàu có phải kiếm phương thế mà làm ra của, ấy là về phần xác thịt. Còn thần thánh tiên Phật muốn đắc đạo phải có công quả. Như vậy, công quả mới thực sự là một món quà trân trọng nhất để thể hiện lòng hiếu thảo của con cháu dâng cúng cửu huyền thất tổ thọ hưởng.